Thì hôm nay bên mình vừa về lại cả lô mẫu băng xóa giá trị. Thì hôm nay mình về được hơn 100 chiếc nha. Cái lô này nó rất là đẹp. Mình nói thật là cái lô băng xóa giá trị đợt này nó rất là đẹp nhá. Anh em nhìn cái chất lượng gỗ cũng như là cái vân này kia rất là đẹp luôn. Đấy. Cái nào nó cũng cùng chuộng hết nhá, rất là đẹp nhá. Thì cái gỗ này á, thì có rất là nhiều anh em đang tìm mua. Thì những anh em đã sai quá rồi là anh em thích những cái loại gỗ này và tìm mua. Thì anh em nào chưa biết loại gỗ này thì hôm nay mình giới thiệu để anh em mua về và trà nha, trà tường nha. Cái này thì đặc biệt của nó là không cong vênh khi gặp nắng và cũng như là khi ngâm nước nha. Bình thường anh em thường xóa tường á, là cái gỗ mít và gỗ lim. Thì gỗ mít á, là khi anh em trà tường á, là nó hay bị sơ cái bề mặt này. Nhưng mà băng xóa mít thì mình trà tường nó rất là êm luôn, xóa nó đều tường nhưng mà nó bị sơ bề mặt này. Còn băng xóa lim á, thì nó sẽ trà gỗ nó chắc, trà nó không sơ mặt nhưng mà nó lại là không chảy điêu hô. Mình trà tường xong tường nó hay bị gợn sóng. Nhưng mà riêng cái gỗ này này, em để cái gỗ này, gỗ giá trị này á, em trà thời gian nó không bị sơ cái mặt này, cũng như là hô nó chảy rất là đều nhá. Anh em mua cái băng trà này về chỉ có việc là dùng ngay luôn chứ không cần phải mang đến bao cho nó phẳng nhá. Vì cái bề mặt này ở đây bao nó rất là chuồng rồi. Khi anh em mua cái băng trà này về á, thì bên mình sẽ kèm một cái cáng thế này để anh em bắt vào. Đây, anh em có thể dạng kéo 502 hoặc là bắt vít vào nhá. Còn nếu anh em nào không mua không dạng được á, thì có thể khi đặt hàng là nói mình sẽ gắn sẵn cho anh em luôn, gắn sẵn thế này. Thì cái mình sẽ đo cái băng chà này cho anh em xem nha. Cái kích thước của cái đầu của nó này 14 phân nha. Cái đầu của băng chà sẽ là 14 phân. Cái đuôi của nó sẽ là 15 phân rưỡi, nó gần 16 phân nha. Cái đuôi nó 15 phân rưỡi. Và nó dài là 25 phân rưỡi nha. Bề nghiêng này á, thì của mặt gỗ này nó rơi vào khoảng tầm 1 phân 9 đến 2 phân nha. Gỗ rất là đẹp nha, anh em nào mua cái lỗ này là tuyệt vời luôn. Vì băng chai gỗ giá trị này thì nó rất là khó kiếm. Thì thời gian lâu lâu nó mới về một một lỗ thế này. Bên mình đặt sẵn rất là nhiều nơi xưởng người ta làm cái gỗ này. Nhưng mà lúc nào có người ta sẽ báo gửi về cho mình. Thì đây,